Trịnh Tiền Thanh là một nhạc sĩ rất nổi tiếng ở dòng nhạc tình lãng mạn sang trọng. Hôm nay Viễn chọn một ca khúc hết sức khó đối với Viễn, tại vì bài hát này thì dành để hát song ca, và hôm nay Viễn sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện tình ở giảng đường đại học. Và bài hát đó là món quà mà Viễn muốn gửi tặng toàn thể quý vị ngay trong đêm Noel. Ngày xa trước anh đưa em về bóng ngã đam mê, em dấu son gót mềm nhủ lòng lãng quên mà nhớ đêm đêm. Chuyện một lần yêu ai như chuyện một đời con gái, cho anh một lần anh được gì không, em còn gì không. Ôi những câu chuyện lòng làm thơm ngã thêm tuổi hồng. Em ơi yêu đi, yêu đi, trên đỉnh yêu đương gió tỏa thêm hương. Chuyện lòng từ lâu vẫn như mùa đông. Em ơi yêu đi, yêu đi, nếm thử thương đau khi hạnh phúc qua mau. Kể từ sau đêm đó sân vui đại học mất tiếng chim ca, cho dấu không xóa nhòa thì rồi cũng qua, tình cũng bay xa. Ngàn ngày trôi xa vắng chưa cạn một lần cay đắng, xa nhau một đời anh còn gì đâu, em còn gì đâu. Chuyện lòng làm thương ngã thêm tuổi hồng. Em ơi yêu đi, yêu đi, trên đỉnh yêu đương gió tỏa thêm hương. Ôi những câu chuyện lòng từ lâu vẫn như mùa đông. Thử thương đau khi hạnh phúc qua mau. Kể từ sau đêm đó sân vui đại học mất tiếng chim ca, cho dấu không xóa nhòa thì rồi cũng qua, tình cũng bay xa. Còn gì đâu, và em còn gì đâu, xin cho anh thêm một ngày nữa.